về cho anh một cái nháy mắt, nháy mắt em sẽ từng hiểu anh biết bé muôn cường chiều. Được hay không hay sao tín hiệu, tình yêu anh luôn thế không sao chẳng giếm không đâu. Chẳng đem yêu em full time không thích cầu giờ, đừng để anh phải bơ vơ. Nhiều thắc mắc hay em vẫn còn lăn tăn, anh không hề lắng nhăng lo về chứ đừng lo xa. Đang ngồi chơi thôi rồi. Khi mà thấy xe tới đây nè, là em đứng lên tự động ra. Xe nó quyện là xe đứng lên. Thì em có thấy lòng xôn xao, nếu đi đồng bò đôi nó còn cao. Chỉ đi để anh gửi yêu thương vào trái tim em nào. 1, 2, 3 em muốn anh cao trao. Và đây xem đi anh chẳng thích để. Nè cảm này anh có thể đổi lại cái này mấy đầu phim nè. Đây là một sản phẩm mà Minzy đã bổ từ rất là lâu, mất hơn 1 năm để thực hiện. Lúc ban đầu thì từ khi nhận được demo của bài hát này từ phía nhạc sĩ Đỗ Hiếu thì Minzy đã cảm thấy là rất là phù hợp với mình. Ca khúc Tín Hiệu mang màu sắc âm nhạc hơi hướng Afro, được producer Hino phối lại mới hơn, phù hợp hơn thị hiếu giới trẻ hiện nay. Với sản phẩm mà Minzy hấp thụ gần 1 năm trời. Theo lịch trình của ngày quay MV thì Minzy phải thức dậy từ lúc 1 giờ sáng để 1:30 make up và làm tóc. Nhưng không biết tại sao thì cả đêm hôm đó không thể nào chợp mắt được vì có nhiều lo lắng và suy nghĩ. Mặc dù đã cố gắng đi ngủ từ 9:30 tối hôm trước. 4 giờ sáng thì Minzy cùng ekip di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long An và bắt đầu bấm máy từ lúc 6 giờ sáng. Khi làm việc chung với đạo diễn Lê Hoàng Phương, rapper DT, Á Hậu Trường Sang thì Minzy cảm thấy mọi người làm việc rất là chuyên nghiệp và chỉnh chu trong tất cả một khâu hình ảnh. Cả ba người mà Minzy được kết hợp lần này đều gọi là giống như là một cái duyên. Và lịch trình của đạo diễn rất là bận rộn. Trước đó thì đạo diễn đã hủy rất là nhiều dự án của các nghệ sĩ khác. Nhưng khi tới khi Minzy liên hệ thì lại được anh nhận lời và hỗ trợ. Sau khi họp và lên kịch bản với đạo diễn thì Minzy đã nhận ra rằng đây là project rất là lớn và lớn nhất trong tất cả project của Minzy từ trước tới giờ. Với Á Hậu Tường Sang thì Minzy đã nhắm tới và ngỏ lời mời tham gia project này trước khi Tường Sang đi thi quốc tế. Khi ngỏ lời mời thì Tường Sang đã nói với Minzy một câu là chỉ sợ ảnh hưởng tới anh thôi, nếu anh cảm thấy em phù hợp thì ok thôi. Còn phía rapper DT thì may mắn một điều là khi mà Minzy gửi demo qua cho anh và anh đã nhận lời collab ngay. Xin chào tất cả mọi người, mình là Minzy. Hiện tại là Minzy đang thực hiện sản phẩm MV debut của mình mang tên Tín Hiệu của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Sản phẩm được collab với rapper DT Đập Rap và Camel Á Hậu Quốc tế Từ Sang. Từ khi bắt đầu dự án này cho tới hiện tại hôm nay là ngày quay đầu tiên thì là mất khoảng 1 năm để chuẩn bị. Tại vì lý do là ekip phải thay đổi liên tục ngày vì lý do lịch trình của đạo diễn cũng khá là bận rộn, và lịch trình của Tường Sang sau khi đạt giải tại đối trường quốc tế thì cũng bận rộn, nên là anh em phải nới nhau lịch để có một ngày mà để tất cả mọi người rảnh rỗi để quay. Thì tới hiện tại bây giờ thì cũng đã giờ khoảng tầm 4 lần tới hiện tại bây giờ, và mất khoảng 1 năm để chuẩn bị và giờ 4 lần để hôm nay là ngày bấm máy đầu tiên. Phải nói là cái sản phẩm này là sản phẩm đầu tư nhất trong tất cả sản phẩm của Minzy, vì đây là sản phẩm có thể gọi là comeback cũng như là debut. Sẽ được họp báo vào ngày 17 tháng 12, nên là tất cả mọi thứ là đều chỉnh chu nhất có thể, từ khâu hình ảnh, trang phục, bài hát, producer, bản phối. Riêng phần thu âm là Minzy phải nhờ tới 2 producer để phối cái bản phối này và thu là 2 lần để thực hiện cái sản phẩm này chỉnh chu nhất có thể. Minzy sẽ không nói thẳng một cái con số ra là bao nhiêu, nhưng mà Minzy có thể nói nôm na là cái sản phẩm này đối với nếu mà ở dưới quê của Minzy là có thể chi phí có thể mua được một căn nhà, và đây là sản phẩm đầu tư nhất trong tất cả các sản phẩm của Minzy. Thì sau khi bài hát này phát hành thì Minzy hy vọng sẽ nhận được hiệu ứng tốt từ phía khán giả cũng như phía truyền thông,
thì hy vọng là sau khi phát hành thì bài hát Mizzy có thể sử dụng bài hát này đi diễn khắp nơi xa hơn để mọi người biết và nghe cái giai điệu này nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Xin chào San, có phải đây là lần đầu tiên San thử sức với một vai diễn trong một MV không? Đúng rồi, đây là lần đầu tiên San được có cơ hội được thử sức mình trong một vai diễn của một MV ca nhạc. Thì nếu mà đã là lần đầu tiên như thế thì San có gặp trở ngại hay khó khăn gì trong quá trình bị diễn xuất không? Chắc chắn trở ngại thì chắc chắn là trở ngại và khó khăn thì nó sẽ phải có. Nhưng mà được đạo diễn và nam chính lựa chọn tin tưởng rồi thì mình phải cố gắng hết sức thôi, và San tin rằng là đời sau lưng nữa thì mình cũng sẽ thể hoàn thành cái vai diễn này một cách xuất sắc nhất. Và đây cũng là lần đầu tiên mà San được kết hợp với lại Minji. Thì San cảm thấy Minji là một người làm việc như thế nào? Thực ra đây cũng là lần thứ hai mà San có cơ hội làm việc với anh Trí, Minji. Và San cảm thấy anh Trí là một người rất là cầu tiến trong công việc này. Anh rất là chỉnh chu và mong muốn mọi thứ, đặc biệt là trong công việc của mình, nó sẽ diễn ra có suôn sẻ hoàn hảo nhất. Đó cũng là một cái tính cách mà San lúc nào cũng phải cầu thị. Có nghĩa là mình cũng thích những người có cái tính cách đó, vì mình cũng là một người cuồng công việc, cho nên là khi mà mình gặp một người partner của mình mà có cái tính cách mà cuồng yêu công việc giống mình thì mình cũng rất là cảm thấy rất là thống. Tương lai của San thì chắc chắn cũng sẽ là cống hiến hết mình cho nghệ thuật thôi, và San hy vọng là mọi người cũng sẽ theo dõi ủng hộ cho San. Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là DT nhưng mà không có còn tập rap nữa. Cái tên đằng sau thì mình đang suy nghĩ cái mình đổi. Minji là một người rất là nhiệt tình luôn và bạn rất là chuyên nghiệp luôn. Thì lần đầu mà Minji gửi cái bài qua cho mình là thực ra là ban đầu mình không có muốn là nhận những sản phẩm collab nữa. Nhưng mà mình bạn gửi bài qua thì mình nghe rất là ok. Nhưng mình nghĩ là thôi anh em làm thử với nhau, biết đâu có duyên, sau này có làm thêm được nhiều thứ khác nữa. Những dự án sắp tới thì hiện tại DT vẫn đang làm nhưng mà nó vẫn chưa hoàn thiện lắm, nên là DT kiểu dạo này bị cầu toàn quá, nên là cứ viết rồi xóa rồi sửa đi sửa lại miết. Còn con đường mà hướng tới thì chắc chắn là ai đi theo con đường này thì đều muốn trở thành ngôi sao hết. Thì mình cũng vậy, mình cũng muốn trở thành ngôi sao, để xem nó sáng tới đâu thôi, còn phải cố gắng nhiều. Đừng đợi anh thấy tình yêu này khó quá, hãy để nhanh cây gần em bị đa văng. Anh muốn con tim đang có giá, nhưng còn phải con tim mang theo đầy giá băng. Bọn nó mang theo giả tâm, anh có thể chờ cả năm, nó đôi ba ngày là giỏi lắm. Anh thì có lời hỏi thăm, xuất hiện khi em có, các con nó khi cần là hỏi chăm. Nên là đợi lâu là không có lợi đâu, baby, khi cần thì mình cứ gọi nhau. Xung quanh tầng lời nói sâu, chế trước đi ca ngợi sau. Đợi lâu là không có lợi đâu, yêu trước đi nghĩ ngợi sau. Xung quanh tầng lời nói sâu, anh thấy sẽ không phải mỏi đâu. Trinity, thấy cảnh quay là như thế nào ạ? Chậm thế. Giống như đang có phim gặp đúng không? Mọi người có phim gặp nha. Tối đôi giờ chiều thì bắt đầu tới những cảnh đen cùng vũ đoàn. Mặc dù thì thời tiết buổi trưa ở đây rất là nóng, phải nói là gần tới 40 độ, mọi người rất là mệt mỏi. Nhưng Minji và cùng cả ekip vẫn đang làm việc rất là năng lượng. Phải nói là Minji là một người là rất là dễ ra mồ hôi. Cảnh đen đầu tiên Minji phải quay cho một cái rạp chiếu. Ở đây phải nói là cực kỳ là rất là nóng, makeup phải liên tục dặm mồ hôi cho Minji. Ở đây lúc này nóng như một cái lò sưởi. Sau đó tới cảnh đêm thứ hai và thứ ba, thời tiết lúc này thì bắt đầu dễ chịu hơn một đôi chút rồi. Và phải nói là lần đầu tiên Minji được phóng trên một con xe mui trần Mustang, nhưng đặc biệt là chạy bằng cơm. Vì xe chạy bằng cơm đây là lần đầu tiên, cảm giác rất là tuyệt vời. Có gửi lời gì đến mấy anh không? Rất là cảm ơn tất cả anh em đã kiếp đã cố gắng thực hiện cái MV tiến hiệu trăm Các bạn tên Jack Chai 97.
Khi mặt trời bắt đầu xuống thì các anh em trong ekip bắt đầu set up cảnh đen cuối cùng. Cảnh đen mà Minzy phải nói là 5 lần 7 lượt nằng nặc đòi đạo diễn giữ lại cho mình. Đây là cảnh mà Minzy cùng 8 bạn dancer nhảy xung quanh các chùa lửa và khói. Các cảnh đen dường như lại được diễn ra nhanh hơn và suôn sẻ hơn vì dường như đây là sở trường của Minzy và anh chị em vô đoàn. Có thể nói lần comeback lần này cũng như là gọi là lần debut của Minzy được gặp gỡ và đầu tư rất kỹ lưỡng. Hiểu rồi đúng không? Bây giờ chỉ đến vấn đề thôi. Bây giờ anh cho em chạy qua máy, dừng lại, nhìn qua bay, rồi nhìn lại lần nữa là xong. Thật sự mà nói thì Minzy đã chờ đợi ngày này rất là lâu rồi. Trước đó Minzy đã ngưng nghệ thuật hẳn một thời gian do việc biến cố của gia đình. Tuy nhiên Minzy muốn ngưng hẳn con đường nghệ thuật để rẽ sang một định hướng khác. Nhưng niềm đam mê nghệ thuật luôn nằm trong máu và luôn thôi thúc Minzy. Sản phẩm lần này thì Minzy đã dành hết tất cả tâm huyết cũng như tiền bạc để comeback trở lại và muốn xây dựng cho mình một phong cách hình ảnh của một nghệ sĩ biểu diễn, performer. Minzy mong mọi người sẽ cùng đón nhận hình ảnh mới, sản phẩm mới này của Minzy, yêu thương tín hiệu cũng như yêu thương Minzy thật là nhiều, cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ. Và đừng quên nhấn like và subscribe, replay thật nhiều để Minzy có nhiều động lực ra thật nhiều sản phẩm mới nha.